Sói cà tháo giường. Sau đó các bạn sẽ quay lên nhớ đốt lại nha. Đây là cái bàn này, cái chốt này. Sau đó các bạn sẽ tháo đó. Mục đích tháo giường này ra là để khi nào mà các bạn không sử dụng nó, các bạn có thể tháo ra bỏ vào thùng hoặc là chuyển đi nơi khác, các bạn có thể tháo nó ra đóng vào thùng giống như cái này vậy á, gọn gàng. Okay, that's